Ngày 16 tháng 1, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một cá thể trăn đất và một cá thể khỉ đu dài do người dân tự nguyện bàn giao. Trước đó, ông Phạm Trọng Vinh, 42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng một tháng trước, các công nhân của ông đang đi về chỗ làm ở ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh thì phát hiện một con trăn bò ngang đường. Các công nhân liền bắt trăn về nhốt ở xưởng làm việc. Sau khi tìm hiểu, ông Vinh quyết định gọi cho lực lượng kiểm lâm để bàn giao với mong muốn con vật có môi trường sống tốt hơn. Lực lượng kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã đến tiếp nhận hai cá thể trên. Theo lực lượng chức năng, con trăn đất nặng 4,5 kg, dài gần 2 mét, có tên khoa học là Python bivitatus. Con khỉ đuôi dài giống cái nặng 3,5 kg. Cả hai cá thể này thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Sau khi tiếp nhận, hai con vật được lực lượng kiểm lâm đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên.